Giới tiên tri nhận định tuổi Tuất tháng 4 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu nứt đố đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp thì con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ cũng như là rất kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Tuất có vận trình hung cát đan xen, nhưng nếu chỉ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi thì chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Tuất trong năm 2022 nhâm dần này sẽ vẫn phất lên giống như là diều gặp gió vậy. Và hơn nữa lại được cục diện tam hợp với thái tuế của năm, nên trong năm 2022 nhâm dần này thì những gia chủ tuổi Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần, từ đó mà vận trình công việc của mình được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thang. Vâng, và để cho quý vị có thể nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch, sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phần luận bàn chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi năm nhâm dần 2022 trên phương diện sự nghiệp người tuổi Tuất tháng này, đường công danh và chiều hướng tốt đẹp, gặp nhiều tin vui, công việc kinh doanh có nhiều sự mở mang. Đầu năm công việc hanh thông, đánh dấu một năm nhiều bội thu, lợi lộc. Con giáp tuổi Tuất tháng này buôn may bán đắt, làm một lãi 10, việc làm ăn sẽ phát triển đến một ngưỡng chưa từng có tiền lệ. Nếu các quý gia chủ tuổi Tuất đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia tăng liên kết, hợp tác thì nên mạnh dạn đầu tư thì ắt sẽ gặp được may mắn, nhận được sự giúp sức của bạn bè. Tuy nhiên vẫn cần phải nên cẩn thận, đề phòng trước những chuyến rủi ro có thể xảy ra để tránh những thiệt hại nặng nề không đáng có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, công việc thuận lợi nên quý gia chủ tuổi Tuất sẽ thu được khoản lợi nhuận khá trong tháng này. Tiền bạc rủng rỉnh, dồi dào, không cần lo lắng. Chính kinh nghiệm và may mắn đã mang đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính vì do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần phải học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những người làm ăn buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập có thể sẽ ít hơn so với đầu năm. Khối lượng công việc ít, vì vậy bạn cần phải quản lý chặt chẽ tài chính của mình, chi tiêu trong phạm vi cho phép và chỉ nên chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi phong thủy cho thấy về phương diện sức khỏe của những người tuổi Tuất trong tháng này không thực sự tốt. Lẽ dĩ nhiên công việc phát triển áp lực càng nhiều. Chính điều đó khiến cho chứng mất ngủ của bạn ngày càng nặng nề. Bạn cần phải chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để có thể tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe, chớ nên âu sầu lo lắng về những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ. Thời gian này gia chủ cần chú ý đến các bệnh liên quan đến thần kinh như đau đầu,
hoặc các bệnh như thiếu máu hay huyết áp không được ổn định. Khi có những dấu hiệu bất thường, nên thăm khám chữa trị kịp thời để tránh những hậu quả không may xảy ra. Đặc biệt cần giữ tinh thần thoải mái để có được sức khỏe tốt nhất. Các quý gia chủ tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang năm 2022, về phương diện tình cảm gia đạo của quý gia chủ tuổi Tuất khá tốt. Tháng này sẽ có nhiều chuyện vui đưa tới, về với gia đình, có thêm người thêm của. Những người đã có gia đình thì tháng này gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận và con cháu hiếu thảo. Những người còn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, tính đến chuyện sau này. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, đôi khi không thể tránh khỏi những cãi vã xô xát. Khi đó hãy bình tĩnh, đứng về vị trí của nhau để nhìn nhận và cảm thông, như vậy mới có thể tiến xa hơn. Đừng vì những giận hờn trách móc mà đánh mất người quý giá. Tử vi từng tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, Sơn Đầu Hỏa. Sự nghiệp của người tuổi Giáp Tuất tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc ít nhiều gì, bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe của nữ Giáp Tuất tháng này khá ảm đạm. Bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra thì nữ Giáp Tuất phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình thì đây cũng là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tháng này với tuổi Nhâm Tuất, vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ nên tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu, chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Thời điểm này bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tháng này các quý gia chủ tuổi Canh Tuất sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Canh Tuất có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài và nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát và nên chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cũng có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và hợp lý. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, Bình Địa Mộc. Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập kết thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Tỵ, lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí.
Đối với người tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 4 năm 2022, tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch này. Chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!